Xin chào mọi người! Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi đến ghi hình tại nhà thờ giáo xứ Thánh Martino, tọa lạc số 266 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Thánh Martino thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì, tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là Thánh Martino. Dựa vào tư liệu của anh Huy cung cấp, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lược sự của giáo xứ Thánh Martino cho các bạn biết nhé. Giáo xứ Thánh Martino khởi đầu là một giáo họ thuộc giáo xứ Tân Phú, được cha cố Đinh Xuân Hải, chánh xứ Tân Phú thành lập năm 1972 với tên gọi ban đầu là Nguyện đường Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau năm 1975, cha Đa Minh Vũ Nguyên Thiều, chánh xứ Tân Phú, đổi tên thành Thánh đường Martino. Năm 1978, cha Giuse Đinh Quang Thịnh được bổ nhiệm về coi sóc Thánh đường Martino cho đến tháng 10 năm 1980, ngài được thuyên chuyển làm phó xứ Tân Châu Sa. Những năm tiếp theo, hai đời cha chánh xứ Tân Phú là cha Đa Minh Vũ Nguyên Thiều và cha Giuse Lê Đình Quế Minh đều kiêm việc chăm sóc Thánh đường Martino. Các ngài đều cử cha phó đến giúp mục vụ cho giáo họ. Ngay từ buổi ban đầu, quý sơ dòng phúc âm sự sống đã hiện diện với cộng đoàn. Quý sơ đã rất nhiệt thành cộng tác với cha quản nhiệm trong công tác mục vụ, đặc biệt với đội ngũ thiếu nhi thánh thể do chính quý sơ đảm trách. Sau hơn 40 năm hiện diện với tư cách là giáo họ, vào ngày 15 tháng 8 năm 2013, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn đã ký quyết định số 1-51-2013-270 thiết lập giáo xứ Thánh Martino được tách ra từ giáo xứ Tân Phú. Địa giới giáo xứ gồm một phần phường Tân Quỷ, một phần phường Tân Thành và một phần phường Tân Sơn Nhì thuộc quận Tân Phú. Phía Bắc giáp với xứ Nhân Hòa, phía Đông giáp với xứ Tân Phú, phía Nam giáp với xứ Thiên Ân, phía Tây giáp với xứ Tân Hương. Vào lúc 9 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2014, lễ Mẹ Thiên Chúa, thánh lễ công bố thành lập tân giáo xứ đã diễn ra do cha Giuse Vũ Minh Nghiệp, đại diện giám mục đặc trách linh mục đoàn, chủ sự với hơn 60 linh mục đồng tế. Đồng thời trong thánh lễ, ngài cũng công bố quyết định của Đức Hồng Y bổ nhiệm cha Giuse Phạm Hoàng Lương Nguyên, chánh xứ Bàn Cờ, làm chánh xứ Tiên Khởi. Với cương vị là chánh xứ của một giáo xứ mới toanh, chưa có cơ sở vật chất đầy đủ, nhưng nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, sự cầu bầu của Thánh Martin và sự cộng tác của toàn thể cộng đoàn tân giáo xứ, ngài đã lần lượt xây dựng và phát triển giáo xứ về mặt vật chất cũng như đức tin. Về cơ sở vật chất, ngày 3 tháng 11 năm 2014, Đức cha Phê-rô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục Phú Cường, chủ sự thánh lễ khánh thành và làm phép nhà sinh hoạt mục vụ. Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Đức cha Mika-e Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục Kon Tum, đã làm phép nhà giáo lý. Năm 2019, ngài đã cho trùng tu dân cung thánh như hiện nay. Về các hội đoàn, ngày 1 tháng 1 năm 2015, nhân kỷ niệm 1 năm thành lập giáo xứ, thánh lễ ra mắt ca đoàn Mẹ Thiên Chúa đã được cử hành do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục Thái Bình, chủ sự. Ngày 18 tháng 4 năm 2015, giáo xứ đã bầu ra ban thường vụ hội đồng giáo xứ mới. Đây là lần đầu tiên hội đồng mục vụ được bầu với cương vị là một giáo xứ thực thụ. Ngày 3 tháng 11 năm 2015, Ban Carita của giáo xứ được thành lập. Tuy giáo xứ mới thành lập gần đây còn gặp nhiều khó khăn, nhưng giáo xứ vẫn luôn quan tâm đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn qua những chuyến từ thiện tại các vùng sâu, vùng xa như Kon Tum, Phan Thiết, Đà Lạt, v.v. Sau hơn 40 năm hiện diện, nay đội ngũ thiếu nhi của giáo xứ đã chính thức gia nhập vào gia đình thiếu nhi Thánh thể Việt Nam. Ngày 2 tháng 6 năm 2018, Đoàn Thiếu nhi Thánh thể Thánh Francisco Xavier đã được thành lập. Đặc biệt, tuy là một giáo xứ nhỏ bé mới thành lập, nhưng vào sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh, không thường trú tại Việt Nam, đã đến thăm và dâng thánh lễ tiếng Anh cho thiếu nhi. Sau 5 năm phục vụ cho giáo xứ, năm 2019, Ngài được Đức Giám quản bổ nhiệm làm Chánh xứ Tân Hưng Hóc Môn. Vào lúc 18 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ngài đã dâng thánh lễ tạ ơn và nói lời tạm biệt với cộng đoàn để đi nhận sứ vụ mới. Lúc 9 giờ 30 ngày 24 tháng 8 năm 2019, cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, nguyên phó xứ Hàng Xanh, đã nhậm chức Chánh xứ Thánh Martino. Vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự thánh lễ mừng 50 năm xây dựng thánh đường. Cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.